Mời bạn Nam. Rồi, chào em. Mời bạn nữ. Mình giới thiệu về mình cho bạn bên kia biết đi. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào toàn thể quý vị khán giả và bà con thân mến xem đài. Em tên là Phạm Văn Bảo, năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh. Kinh doanh về gì Bảo? Em có hai cơ sở massage. Quê Bảo ở đâu? Em ở Hậu Giang, mà hồi xưa thì hậu khẩu thì còn Cần Thơ, bây giờ tách ra thuộc về Hậu Giang này. Làm ăn hai cái cơ sở trên Cần Thơ. À, vậy là hôm nay mình lên đây dưới Cần Thơ lên đây tham gia chương trình ha bạn. Dạ. Bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Bé Tuyết, năm nay 28 tuổi, quê ở Kiên Giang. Thì em hiện tại là quản lý nhà nghỉ cho chị gái. Sắp tới em cũng lên thành phố làm lại. Hiện tại giờ đang ở dưới quê hay đang ở Sài Gòn? Đang ở dưới quê. Dạ. Nhưng sắp tới thì sẽ lên Sài Gòn. Dạ. Lên đây làm gì? Em xin bên kế toán hoặc nhân viên văn phòng. Lúc trước em cũng đang làm nhưng mẹ bệnh nên à, là mình có cái nghề kế toán, có học kế toán. Dạ đúng rồi. Rồi mới qua lên. Quản lý hai cơ sở massage được rồi. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Nói ưu điểm em thì em chơi thể thao thì nói chung là tập võ, tập luyện, đánh bóng chuyền. Thì nói chung công việc em thì làm cái gì cũng giỏi. Nhược điểm? Khuyết điểm thì ai mà khổ mà xin em là em cho. Giống em luôn hả? Bên đây bạn gái nói giống bạn gái luôn nè. Khổ lắm. Anh khổ quá Bảo. Bảo coi nhắm cho anh vài chục chai thôi. Ngoài cái suối được không Linh? Được. Ngoài cái nhược điểm nó ra còn gì nữa không Bảo? Tật hơi xấu, ngủ hay đánh người á. Đánh ai? Chưa gì chơi. Nói chung là ai ngủ chung với em là em thấy ma là em quýnh à. Thôi đó coi. Bị mớ á. Bà gái đây sợ rồi kìa. Thường bị nhát rồi cái đó. Không có sợ mày đâu nha. Mày nhát tao hoặc là đấm mày à. Thiệt, đấm liền. Mà giờ hết rồi. Rồi, còn bạn gái. Ưu điểm em thì em cũng biết nấu ăn, áo ăn cũng ngon, cũng biết hát với vui vẻ, dễ tính. Còn nhược điểm thì biết nấu ăn nhưng mà không có thích xuống bếp, không thích làm phụ nữ nội trợ. Tính xấu em là em không biết uống rượu bia, em uống 3 ly là em quậy tới bến luôn. Quậy là quậy sao, quậy cỡ nào, là quậy nhất là quậy em đu quýnh cửa chứ, cửa chính anh đu tới đu lui luôn á. Hả? Ghê lắm. Đu cửa hả? À, anh này là ảnh là 40 tuổi, em là 28 tuổi, quen lớn hơn nhiều vậy, em có thích hay là không thích, có ngại gì không? Nói chung em thì không có quan trọng vấn đề tuổi tác, tại vì nếu người lớn tuổi thì họ sẽ chín chắn hơn trong việc nữa. Em cần là một người mẫu như là kiểu như là phải chững chạc, có công việc ổn định, biết lo cho tương lai sau này, con cái chút chắc chút chích nữa. Rồi tình trường em sao? Em có một mối tình 7 năm về trước. 7 năm nay không có quen ai hết. Dạ. Lý do? Tại vì cũng có người thích em, nhưng mà tại vì cái tính em đó là em biết cái người đó là không có hợp với em, là em lạnh lùng với người ta, em tỏ ra lạnh lùng luôn. Ok, quan điểm rất rõ ràng. Bảo thì sao? Mình tình trường như thế nào? Em có một đời vợ rồi, 6 tháng em thôi. Có một bé mà mẹ nó bắt nuôi rồi. Trai hay gái? Trai chị. Nhưng mà sau 6 tháng mình có vợ, 6 tháng có con thì tại sao chia tay Bảo? Nó dữ quá anh ơi. Em cũng dữ. Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Hồi đó nó dữ quá, em mới gửi lại ông bà vợ. Rồi nửa tháng sau nó mới xuống có bầu. Rồi xong từ từ rồi nuôi xong xuôi hết trơn rồi mới ra ly dị. Nhưng mà em quen với cô ấy là bao lâu? Tháng này tháng gì. Nói chung là tại vì em nghĩ là em quản lý thì em điều hành điều quân kiến tướng được, thì em dạy tính đâu nói nghe, mà vợ dữ quá dạy không có nghe. Ý là có vỏ mà. Nói chung là có vỏ chứ, thì mình phụ thân thôi chứ vợ đánh thì nói chung mình cũng không có đánh lại, thì đánh ghét thì nhịn không nổi thì tán lại. Vợ đánh quá chịu nổi đá lại rồi ly dị luôn. Chuyện đó cụ bỏ qua đi, mình hỏi cho biết thôi. Hôm nay mình tìm hiểu thật kỹ nha. Bảo muốn tìm một người bạn vợ như thế nào? Em muốn tìm một người biết chăm sóc lo gia đình, không có hung dữ là một. Đừng hung dữ như chị Cát Tường là được rồi. Chị Cát Tường xinh đẹp, có hai đồng tiền dễ thương. Mà dữ lắm á. Thì biết dữ mà, nhưng có vẻ đẹp bên ngoài. Sao giống được chị Cát Tường cũng ok. À, có nghĩa là đẹp thì được quyền giữ. Đừng có tật xấu, quýnh bài, đồ này kia, rồi số đề, rồi ăn nhậu nhẹt, lèn nhèn, ở dơ. Nếu cao, em thích từ 1m65 cho nên. Rồi. Dòng dãi người chút. Cha cao thì mẹ cao thì đẻ ra con ra cũng cao theo. Mua ốc làm người mẫu hay làm diễn viên như chị Cát Tường cũng được. Trời ơi, tôi đâu có cao đâu, không cần cao mới làm người mẫu.
Rồi ngoài cái chiều cao bỏ đi, khó quá bỏ đi, còn cái nào khác nữa không? Thì ăn mặc cho nó sạch sẽ gọn gàng, đừng ra đi ra ngoài mà đám tiệc hay đi đâu đó thấy cái đồ bộ là em không khoái. Ai bị đám tiệc còn đồ bộ, ông nói quá sự thật. Có chị Cát Tường ơi. Bây giờ giả tỷ giờ cổ đang ở thành phố, anh ở Cần Thơ này, rồi mình hẹn hò sao? Em thấy muốn đi giờ nào em đi cũng được chứ. Cũng được, mình làm chủ mà ha, muốn đi giờ nào đi mà. Rồi em thích mẫu người bạn trai thì sao? Em thích bạn trai em cỡ 1m7, được trai một xíu, ra đường cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đám tiệc cũng được như người bạn nói vậy đó, chứ đừng có xề xà ghê, lâu lâu cũng gâu ghi em nhớ mấy người thấy mớn. Bây giờ em nghe anh ấy nói có vợ có đứa con 6 tuổi rồi thì em thấy sao? Có một đời vợ em cũng không có hoang mang, mà nghe có con em hoang mang quá. Không có sao đâu em ơi, đã lên chương trình thì tất nhiên tìm một người vợ lúc nào cũng phải lo cho tương lai người vợ sau này chứ. Một lần đã đổ vỡ đã khổ lắm chứ. Đúng rồi. Người dân... Dạ. Thôi, em ghét tật xấu gì người đàn ông nhất? Nhậu nhẹt, bê tha, đi lạng lạng ngoài đường, đứa ốm chết. Anh không có nhậu em, đào hoa, không có hút thuốc. Gặp gái, nhìn lơm lơm, nhiều người vậy á. Cái tính gia trưởng, bắt áp đặt làm này làm kia vậy đó. Có gia trưởng không? Không phải là gia trưởng, tại vì biết cái đó làm công việc sai thì em la. Còn cái làm đúng em không la. Coi như mình có tính quyết đoán không, lãnh đạo mà đúng không? Nhưng mà em có phải người hay ghen không? Tại vì môi trường của bạn trai em làm massage, nghĩ là chắc là phụ nữ nhiều á. Đúng rồi, mà em ghen lắm. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Quánh ai? Thì dặn lên là bắt chấm hết trơn. Bây giờ em không đương được ai hết trơn. Không vậy. Quánh là quánh chồng mình hay là quánh như nhỏ kia? Chỗ quánh chồng mình chứ quánh kia không quánh mình lại sao? Chết. Chết luôn. Chuyện này chết luôn. Nay cái ngày gì tôi gặp chứ... hai cặp khó như trời. Chứ bên kia người ta cũng bị vợ quýnh ghét mà ly dị rồi đó. Mãi bên kia tâm lý, bị tâm lý thôi chứ. Em ơi, dạ. Ghen, tật ghen xấu lắm em ơi, đừng có ghen em ơi. Không, em ghen tâm lý lắm anh, em ghen em thì... nhẹ nhàng lắm. Em quánh đâu phải đùng đùng đâu. Em thấy cái tổng thống Bill Clinton mà ổng có vợ bé mà bà không thuyết phục ổng quay trở về là bà rất là giỏi. Em thấy sao mà để được như vậy mới gọi là quá ok đó. Ủa, hồi đó giờ gì anh chia tay vợ xong rồi anh chưa có người nào hết luôn hả? Có người làm mai mà nói chung là chưa có vừa lòng cho mấy, rồi chị dạ. Em thấy không được rồi cái người đó thì sao mà không vừa lòng vậy? Nó cũng hơi không hơi dữ. Thôi giờ mình hỏi kiến người thân đi nha. Hôm nay em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái. Hồi chị dạ, gái hiền khô à. Rồi nhìn chị gái đó là tưởng tượng ra em gái nha. Chào chị. Em chào anh Viền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả trong trường quay và anh bạn trai bên kia. Em là Quỳnh Thị Tiện, em là chị gái của bé Tiết. Bé Tiết chỉ nói vậy thôi, nhưng bé Tiết không có ghen đâu. Em thấy anh trai bên đây thì bạn trai, nhưng mà không biết anh có đầu oai không. Em gái của em thì nó rất chung thủy, nói chung là nó rất là cá tính, không có yếu mềm như em đâu. Nhưng anh yên tâm đi, nếu mà anh đến được với em gái em á, ok. Bảo đi dai Bảo. Em đi với chị Tư với chị em dâu chị ruột. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. À chào cô. Ở đây chào khán giả trong vòng quay. Đây là chị thứ tư cô Bảo. Bạn gái anh đây cũng thấy chị nói chuyện cũng dễ thương. Hơi thấp một chút. Tại vì em muốn có một người vợ để cao ráo, để sau này có con cái nó cũng cao ráo lên. Cha mẹ đẻ con nhiều khi cha mẹ lùn lắm, nhiều con cũng cao lắm. Ha, đừng có lo điều đó. Dinh dưỡng tốt là cao hết. Dinh dưỡng tốt là được. Tại rồi, vì ha. Thấy hồi đó giờ anh em cũng ấy, anh em cũng cao không à, không có người nào lùn hết á. Rồi cảm ơn chị. Ở bên đây nói chứ nhìn em chị gái với bên kia cũng hiền chứ không đến mức gì đâu. Vấn đề chỗ là hai người gặp nhau xem có phát sinh một cái rung động nào không thôi. Rồi bây giờ mở rào. Kéo rào. Rồi xoay qua đi hai bạn. Em có món nhỏ rồi, tặng anh. Cảm ơn. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Anh năm đồ anh đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu
tình yêu đôi ta đã trao. Yêu anh nhé, người anh yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Dạ, cảm ơn. Anh tặng cho em một cái bó hoa. Bưởi, anh tặng cho em một cái bưởi, tại nhà anh cũng có một cái vườn bưởi. Dạ, ăn bưởi nhớ mãi luôn. Cảm ơn anh Linh nhiều nha. Chai nước. Anh nấu hả? Chai nước ở Cần Thơ dưới một gạo. Bịch gạo. Cần Thơ người... gạo trắng nước trong. Ai nghe... đi đến đó lòng không muốn về. Chai vào bỏ xác, gái vào phơi thay. Vậy em có bỏ xác hay là em bỏ phơi thay? Gì vậy trời? Ghê quá à. Chữ dân kêu bỏ xác mắng này đi. Nhiều quá à. Vô coi giọng cổ nó là hợp luôn á. Giọng em ca giọng cổ cũng hay lắm à. Không sao. Rồi để đây, để đây. Chạy chơi. Kể chơi đi, tâm sự nè. Tinh thần văn nghệ là chính. Đến đây thì không hát thì cũng bấm nút hẹn hò. Đâu ai lấy thước mà đo dọc mình. Hát rồi. Lên cho đôi bạn đôi tình. Hát lên cho chương trình cùng vui. Đúng rồi. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này gió lành hoang nơi mùa đông là ngày ta xung vầy. Có tim hao gầy tình yêu đông đầy. Đã lên chương trình mà phải vũ điệu chứ. Người hát phải vũ điệu chứ sao. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Bởi tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chơi. Làm ơi yêu em nha, baby. Rồi múa võ sao múa luôn. Nói chung là đánh võ thì cầm đánh bút xin thôi. Thử chứ coi, thử xin. Vài cái coi, chơi luôn. Thí dụ một đối thủ mình sẽ bước lúc nào cũng phải chịu cái chân chững như này. Quýt lúc nào cũng phải che cái mặt và cái bụng. Hở bụng đến bụng, hở thân đến đâu mà cầm cái tên. Hở thì mình đánh, hở thì mình đánh. Coi bữa vợ đánh đỡ sao. Đúng chưa đánh. Cặp này vui đó. Rồi, bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày nay nha. Em thấy anh như thế nào? À, nói chung là ăn mặc chỉnh tề lịch sự thì hợp với ý em. Cũng hài hước, vui tính, cũng thích. Em cao bao nhiêu vậy? Hỏi chi cái nỗi đau của người ta. Thì anh cứ nhấn chìm nỗi đau nãy em xuống đi. Nãy em nói hô cần một người 1m7 mà giờ anh 1m78 thì nó cao hơn không? Em là thật sự em cần người 1m7 cũng chủ yếu là củng cố nội giống thôi. Tại em lùn. Có 1m5 à. Tại gì? Sao nhăn mặt cái ghê vậy? Không đâu, không. Tại anh đèn. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Găng em có thiệt không vậy? Trời ơi, cái gì găng? Giả không à, nguyên hai hàm luôn á. Anh thích găng thiệt. Sao? Giờ găng giả chơi phải không? Tự nhiên mới quen nhau hỏi răng em thiệt không? Trời đất ơi, chứ tại, gì? Tại thấy găng là biết răng thiệt rồi. Tại thấy găng nó đẹp đẹp. Mới gắn kia đó. Em là người ở biển. Em ở tuốt ở đảo luôn á. Thì sao? Nên cái người đảo ở đó không? Một là nước da đen nè. Hai là răng rất dễ hư. Rồi cuối cùng là răng giả hay răng thiệt cho người ta yên tâm kìa. Dạ, ba cây. Thành thật dễ sợ không? Cái gì mà nhắn thì răng giả thôi. Chứ đâu phải chuyện gì cướp bóc gì đâu. Đúng rồi. Hỏi thật gì giả nữa không? Không. Cái đó là em thiệt là bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong khi ổng nhăn hai cái đôi mắt, ổng kìa 8-9 cái lần xếp, ổng không sợ người ta chê ổng già à. Thiệt tình, để tôi dù dập đàn trai lại coi, bực mình quá. Chê người ta lùng rồi chê người ta giả nữa hả? Sĩ vả em nãy giờ em tổn thương lắm. Nè cười coi, cười không hề có một nếp nhăn. Cười coi, cười, khỏi cười cũng nhăn. Ở trên đây thì nói chung là có một thời gian một chút xíu thôi. Nó xíu không bây có giờ tiếng màu đó. Thời gian nhiều mà để tỏ tình với nhau. Thì anh hát cái bài mà lời tỏ tình dễ thương thì anh nghĩ anh cũng là người tỏ tình em dễ thương. Mà sến quá trời. Thì lên đã lên sân khấu rồi, mình chơi cho tới bến luôn. Anh cũng học ghe nhảy gáp mà nhưng ngặt con cái thì đã 20 năm rồi, nó lâu quá rồi nhảy nó không dẻo mà nhưng cho chút nhạc. Thấy chưa, tôi nghe cái màu tôi biết chuẩn bị nhặt gáp rồi. Chương trình thì phải cho chơi cho tới luôn chương trình. Tới luôn ha. Trời ơi.
Bây giờ mình sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Nãy giờ trò chuyện vui rồi, bấm nút là cho cái duyên cho nhau nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Em gái có bấm không? Không. Tại sao em không bấm? Có lẽ ảnh khó khăn lắm. Vì tính cách ảnh tuy là ngoài mặt thì giỡn, vui vẻ, rất là vui tính. Nhưng mà em biết là ảnh gia trưởng. Không, nên anh không khó khăn đâu em. Anh là người dễ chịu. Rồi lý do tại sao anh không bấm? Lùng như bốn cái răng giả hả? Em mong muốn là một kiếm một người vợ thì cao từ 1m6 cho lên. Sao phải chú ý chịu cao hoài vậy? Có cái gì thật đâu sự thì... Tại vì em trong ăn khổ lắm em. Thích cái điện ảnh diễn viên. Anh nói với em nghe, anh là cao 1m71 nè. Mà anh nghĩ là gái anh sẽ 1m65 thôi là mừng rồi. Nhưng mà giờ nó mét gần 1m7 rồi đó. Mà mới có 12 tuổi đó, nó còn lên nữa. Chứng minh được rằng là không phải là mình lùng mà mình đẻ con lùng đâu. Do ăn dinh dưỡng, ăn uống, tập thể dục này kia. Nè, anh nói em nghe, di truyền chỉ chiếm 23% thôi. Và chăm sóc dinh dưỡng chiếm 30-mấy%. Môi trường chiếm 12%. Và cái không khí, không gian, tình cảm nó chiếm thêm 10-mấy% nữa. Đó là theo thống kê của Y tế Thế Giới. Mà hồi nãy anh nói này trước thì... dùm cho ổng cái đi, thiệt chứ. Mà ngặt con cái, vợ anh cao làm sao anh? Vợ anh mét mấy? Vợ anh nói chung là 69. Trời ơi, vậy là con ra phải rồi. Với anh di chuyện. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Qua bỏ qua đi. Rồi. Chào em nha. Bây giờ xin mời mình đang tươi tắn trước cái khung hình, thấy rất là ok nè. Để giữ nguyên cái khung hình đó giùm bên mình ha. Dạ. Rồi, xin mời bạn giới thiệu. Đầu tiên mình giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình giùm chị nha. Rồi mời em. Dạ, em tên là Bùi Thị Dương. Sinh năm 1984. Hiện là em đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ, nghề nghiệp của em là em làm bên spa, bên phun xăm làm đẹp thẩm mỹ chị. Mình là chủ tiệm luôn hay là mình làm thợ hay như thế nào Dương? Dạ, em làm chủ tiệm chị. Tiệm mình mở lâu chưa? Em chung với người ta được 2 năm rồi chị. Rồi, quê gốc dạ. Mình ở đâu ha? Quê gốc của em, quê cha mẹ hả? Dạ. Quê cha mẹ em là ở ngoài Hải Dương. À, vậy là gia đình mình là chuyển vào Đồng Nai hết rồi hay sao ạ? Dạ đúng rồi ạ. Mình có đạo gì không Dương? Em đạo Thiên Chúa. Rồi. Ok, bây giờ mình giới thiệu một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Rồi đường tình duyên của mình. Mình từng kết hôn chưa? Hoặc là chưa thì mình lý do chia tay với bạn trai là gì ha? Rồi mình chủ động chia sẻ nha. Dạ. Em đã từng kết hôn. Mà em... do là giống như là chồng em không có, y như kiểu là chồng em nó không hợp với em á, không hợp với mình nhiều thứ. Bởi vậy đâm ra là em ly dị với chồng là 12 năm rồi. Có con gì không ạ? Dạ, con em năm nay 13 tuổi ạ. Ai đang nuôi vậy bạn? Dạ em ạ. Rồi còn qua lại gì với chồng không? Mình chia sẻ thêm về cái cuộc hôn nhân đó nha. Hiện giờ thì cả mười mấy năm nay rồi thì không có liên lạc, không có qua lại gì hết á. Mặc dù là ở rất là gần nhưng mà cũng không có qua lại. Anh đó cũng không thăm con gì luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi hồi trước lý do mình ly hôn là sao? Ở với nhau được bao lâu ạ? Do mâu thuẫn với nhau hay tranh cãi với nhau, với lại do cơm áo gạo tiền nữa. Ảnh là một người giống như là không có tham công việc á, thích chơi hơn là thích làm. Bởi vậy đâm ra là hả, đâm ra là có một mình em làm thôi thì em cán không nổi. Cái tới lúc mà mâu thuẫn xảy ra nhiều quá rồi, lúc em chịu không nổi nữa thì ảnh thấy là người phụ nữ này không có đủ khả năng để ảnh dựa dẫm nữa thì ảnh yêu cầu ly dị. Mình ở được với chồng bao nhiêu năm ạ? Dạ được khoảng hơn một năm ạ. Rồi Ủa mình ly hôn mà mười mấy năm đúng không? Vậy thì mình làm dạ. Cái công việc trước đó mình làm công việc gì để nuôi con? Trước đó thì em làm bên cắt tóc, cắt uốn tóc đó chị. Bên tiệm tóc á. Em mở tiệm tóc em làm. Rồi sao mình không làm đó nữa? Sau này giống như là em cảm thấy là
y như kiểu cái tuổi mình cũng có rồi, mà em làm là bên nam nữ cơ, cả bên nam bên nữ nữa, mà giống như là khi mà cái tỉ mỉ ấy, mình không có ấy. Cái là em ngưng, em chuyển qua bên làm đẹp, bên spa. Em thấy rồi. Bên spa thì nó cảm thấy giống như là những cái mà nó rõ ràng, nó nhiều hơn. Bởi vậy đâm ra là em lựa chọn cái cách đó, và ở ngoài là em có buôn bán thêm bất động sản nữa. Rồi, vậy thì mình lý do là sao mà mười mấy năm mà mình không tìm được cái người nào hết? Cũng có. Nói chung là thời gian khi mà ly dị chồng được khoảng chừng một năm mấy năm, thì em có quen một người. Em có quen một người nhưng mà thực tế ra là họ họ có gia đình rồi, nhưng mà họ giấu em. Lúc thời gian đầu là họ giấu em. Cái sau này cái em biết được thì lúc đó mình yêu rồi, mình không có bỏ được. Nhưng mà càng về sau á, càng về sau mình cảm thấy là giống như là mình chỉ là cái y như kiểu tầm gửi vậy đó. Mình không có là cái giá trị gì trong người ta, với lại người ta cũng có gia đình riêng của người ta nữa. Cái em mới chủ động em rút lui. Em rút lui sau này. Mình quen cái mối đó được bao lâu Dương? Dạ cũng được 8 năm á. Mấy năm? 8 năm ạ. Trời ơi, 8 năm luôn là coi như hơn ông chồng luôn á. Dạ đúng rồi á. Nhưng mà người đó gọi là có chu cấp gì cho mình không? Lừa mình nhưng mà có lo được cho mình không? Nói chung là những cái gọi là y như kiểu giống như là những ngày lễ Tết đồ này kia thì có hoa có quà vậy thôi, chứ cũng không có chu cấp được cái gì hết. Em bản thân em là em làm hầu như là tự lực cánh sinh luôn, mà không có dựa dẫm được vào ai hết. Trời ơi, rồi rồi cái người nữa không, sao mà gặp người gì đâu không vậy? Xong rồi bắt đầu về sau này khi mà biến cố xảy ra với người đó ấy, là em tưởng chừng là hầu như là lúc đó là em muốn tự tử luôn. Em muốn tự tử luôn, cái em cảm thấy là y như kiểu cái cuộc sống mình như là đàn ông đó không có thật. Cái em mới ngưng, em ngừng thời gian thì em gặp cái anh đó thì cũng là khách của tiệm em. Thì anh để ý em lâu rồi thì em không biết. Nhưng mà về sau này thì anh lo cho em nhiều thứ lắm. Nhưng mà người ta lớn tuổi và người ta cũng có gia đình luôn rồi. Nên em cảm thấy là nó không có một tương lai gì hết á. Nó không có tương lai, với lại chúng em chỉ có giữ với nhau mức độ giống như là gọi là tình anh em, tình bạn thôi. Và tới giờ này là coi như là em ở... hầu như là em ở không tới 2 năm rồi, 2 năm mấy rồi. Nhưng mà coi như là bạn gặp toàn những cái người coi như họ có gia đình rồi á, đúng không? Dạ, họ đúng cũng rồi, không có tới được cái thành thì cũng đúng không rồi. Gọi là một cái mối tình nó trọn vẹn. Dạ, đúng rồi đấy. Rồi, ok, vậy bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào ha? Bạn mô tả kỹ ra về cái ngoại hình, công việc, tuổi tác với cả cái vấn đề tôn giáo. Bây giờ mình ly hôn rồi thì mình có quan trọng với cái việc tôn giáo nữa hay không nha? Dạ không. Nhưng về vấn đề tôn giáo á, thì em nghĩ là cái gì nó cũng có cái mặt tốt của đạo của mỗi người, nên em không có quan trọng về cái vấn đề đó. Em chỉ quan trọng là người đàn ông mà mình tìm được á, là người ta biết quan tâm, biết chia sẻ với mình, và biết giống như là cùng mình vượt qua những cái khó khăn, thử thách thôi. Cái tiêu chí của em thì một người đàn ông gọi là giống như lớn tuổi hơn em. Lớn tuổi hơn em rồi cũng y như kiểu giống như là cũng độc thân giống như mình như vậy nè. Không nhất thiết là phải độc thân là chưa có vợ hay là không có vợ rồi, hoặc là ly dị vợ rồi, hay là có vợ rồi thì không nói, nhưng mà kiểu chưa có vợ hoặc là ly dị vợ rồi ấy. Đó, em tìm giống như tìm những người mà đồng cảm với mình cái điều đó. Giống như bạn cũng được đúng không? Người ly hôn. Dạ. Dạ đúng rồi. Con nuôi con được không? Dạ được ạ. Rồi, đúng rồi. Chứ còn cái người độc thân là độc thân mà theo kiểu chưa có vợ, còn riêng là không có nha. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, em cũng biết rồi. Rồi, ok. Rồi, bạn bây giờ đang ở Đồng Nai thì cái người đó ở đâu được? Nếu theo được hay không? Em thì nói chung là em cũng không quan trọng. Nếu mà ở được gần em á, ở Sài Gòn hoặc là ở Biên Hòa Đồng Nai được thì tốt. Còn cũng không quan trọng là ở xa hay ở gần, miễn là em hợp với người đó. Ừ. Thì ở chỗ mình, nào cũng không quan trọng hết. Vậy là mình đang nuôi con thì có nghĩa nếu mình đi đâu con mình cũng đưa theo đúng không? Dạ yeah, đúng rồi ạ. Rồi mình có dự định sinh con nữa không? Em hả? Ừ đúng rồi. Cũng thích lắm, cũng muốn lắm, nhưng mà giống như là cái vấn đề của em nó khó ấy.
Thì ok, nếu như mình hỏi vậy để biết thôi, nếu như người đàn ông ta muốn có con chung thì mình cũng được, đúng không? Rồi. Dạ. Dạ rồi. Ok được rồi bạn, cảm ơn Dương nha. Nếu mà được chọn thì ví dụ như đi ghi hình mà báo cho bạn thì bạn sắp xếp lên Sài Gòn. Ví dụ bữa nay ngày mai quay, bữa nay báo thì đi được không? Dạ được ạ. À. Rồi, ok, cảm ơn Dương nha. Dạ. Quần áo rồi ok, vậy thì là cái chắc là mình cũng tự tin chủ động lắm nè, thì mình tự chủ động về chia sẻ về bản thân mình ha, điểm mạnh điểm yếu của mình nè, rồi chuyện tình trường của mình sao ha, khi nào chương trình thấy thiếu á, thì bên đây sẽ hỏi nha. Dạ dạ em chia sẻ luôn hả chị, em chia sẻ ở đây luôn hả? Đúng rồi. em không có, tại vì biết sao, thường á công việc của em cả ngày bận đi làm đi xung đột rồi nên em cũng không có thời gian để mà gặp gỡ bạn nhiều đó chị, cho nên cũng không biết chia sẻ sao nữa, chứ hãy chị em được không? Thì tính cách của mình như thế nào, cái này là bản thân mình chia sẻ với chương trình mà, điểm mạnh điểm yếu của mình sao? Dạ tính cách của em thì vui vẻ nè, hòa đồng nè, còn điểm mạnh của em cũng vậy luôn. Nói chung là điểm mạnh của em là thích kinh doanh dữ lắm, thích làm này làm kia, không có thích ở không. Đó. Đó em chỉ có, em cũng không biết chia sẻ sao. Rồi tiếp đi. Điểm yếu của mình thì như thế nào? Điểm yếu của em á hả? Điểm yếu của em hình như là không thích nấu ăn chị ơi. Chứ bình thường ở nhà là ai nấu cho mình? À em không thích ăn cơm, có thể là mấy năm nay cũng không ăn cơm chị, em toàn là ăn vặt lặt vặt gì thôi, không ăn cơm, không có bóng chính luôn. Dạ. Đa số là ngoài. Là hiện tại mình ở chung nhà với gia đình hay sao? À, đúng rồi, em ở chung với lại ba mẹ. À em là mẹ đơn thân nha chị. Em có ai cũng 7 tuổi rồi chị. Con trai hay con gái? Dạ con trai chị, em có con trai 7 tuổi rồi mà em sinh con 20 ngày là em đã chia tay với ba nó rồi. Vậy đến cuộc hôn nhân. À rồi chia sẻ cái về cái cuộc hôn nhân trước đó, về cái lý do vì sao mà mình lại chia tay á. Dạ vậy chắc có thể là hết duyên rồi chị. Không có một tiếng nói cái gì hết trơn, từ em sinh con 20 ngày cảm thấy như không ở được nữa. Hai bên thôi trả tự do luôn. Là mình tìm hiểu bao lâu rồi về ở với nhau, nói thật là cụ thể chi tiết để rút kinh nghiệm cho cái người sau á, mình không có bị giống như cái người trước á. Dạ, tại vì thật sự ra là em quen nhau thì ít lắm, chỉ có 10 tháng thôi chị. Xong rồi em đi ra ngoài Bắc làm dâu á, thì chắc có thể là Bắc với Nam mình không có hợp nhau á. Cho nên em không được làm mẹ chồng chị. Không được, mà cứ ra lờ vào cái đỉnh điểm. Ngày em sanh con ngày thứ hai của quý á là mẹ chồng với em gây lộn xong cái thôi em thấy ở gì mệt mỏi quá thôi em nói xin về là chia tay luôn đó chị. Là mình nuôi con đó giờ luôn mà một mình, bên kia không nuôi không trợ cấp gì hết. Rồi trong khoảng thời gian cũng khá là dài á, mình có không có quen biết được ai hả, không tìm hiểu được ai khác? Dạ không chị, thật sự là không có thời gian luôn á. Tại vì hồi xưa là em vừa buôn bán bông tai mà vừa làm tóc nữa chị. Tóc ở sau này quá bận đi mệt quá cho nên em dẹp tóc rồi chị. Em dẹp tóc rồi em mới chuyển sang bán online hẳn luôn. Một công việc thôi cho có thời gian có con ở bên con rồi đó chị. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người như thế nào về ngoại hình, tính cách, tuổi tác? Dạ thì em thì thích lớn tuổi đi chị, không thích trẻ quá. Thứ nhất, thứ hai thì em mong muốn á nha là bạn đó từng có con riêng. Thật sự tại vì con ăn con em nó phiền lắm, thà là người đó lớn tuổi cũng được nhưng mà vẫn chưa có con, có lập gia đình rồi cũng được nhưng chưa có con. Em không thích quen người nào mà đã có con giống em về phiền lắm đó. Cái thứ hai nữa thì con kinh tế á thì cũng tỉnh, thật sự em không cần nuôi con em nhưng mà ít ra đừng gánh nặng đôi bên đó. Em chỉ mong muốn vậy thôi chứ em cũng chương trình nhiều đó chứ độc thân cũng lâu lắm rồi. Cái vấn đề mà người này không có con thì cũng khó nha, hoặc là con thì người ta cũng là vợ nuôi hay này kia các thứ thì có được không, bây giờ người ta cũng ở một mình chẳng hạn như vậy.
thường á là những người đàn ông mà họ cũng đã từng một lần đó thì họ sẽ hiểu và thông cảm hơn cho những người mẹ đơn thân, tại vì là những người mà họ chưa từng trải qua cái gì hết hoặc chưa từng có con. Thì cái vấn đề này mình cũng cân nhắc lại ha. Rồi, nếu mà mình được chọn cũng như là có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Rồi, ok, cảm ơn chị Nhung ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, mình xong rồi đó.